Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã bước vào chủ nhật thứ ba mùa chay với câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria và Ngài đã khơi lên trong lòng người phụ nữ khát vọng sự sống đời đời. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành thuộc xứ Samaria, tên là Sichem, gần phần đất gia cốp đã cho con ông là Giuse. ở đó có giếng của gia cốp. Mệt mỏi vì đi đường, nên Chúa Giêsu ngồi trên bờ giếng. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu một người đàn bà xứ Samaria đến lấy nước. Chúa Giêsu nói, xin bà cho tôi uống nước. Lúc ấy, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người đàn bà Samari thưa lại, sao thế, ông là người do thái mà lại xin nước uống với tôi là người đàn bà xứ Samaria bởi vì người Do Thái không được quan hệ với người Samaria. Chúa Giêsu đáp, nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa và ai là người đang nói với bà, xin cho tôi nước uống, thì chắc bà sẽ xin người và người sẽ ban cho bà nước hằng sống. Người đàn bà nói, thưa Ngài, Ngài không có gì để múc và giếng thì sâu, vậy ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng ngài cao trọng hơn tổ phụ gia cóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và chính người đã uống nước giếng này, cũng như các con cái và đoàn súc vật của người? Chúa Giêsu trả lời, ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước chính tôi sẽ ban, thì sẽ không bao giờ khát nữa vì nước tôi sẽ ban cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời người đàn bà thưa thưa ngài xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và không phải đến đây sách nước nữa chúa giêsu nói hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây người đàn bà đáp tôi không có chồng Chúa Giêsu nói tiếp, bà nói tôi không có chồng là đúng, vì bà có năm đời chồng rồi và người đàn ông hiện đang chung sống với bà không phải là chồng bà. Về điều này bà đã nói thật. Ngà, người đàn bà nói, thưa ngài. Tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri, cha ông chúng tôi đã thờ phượng trên núi này. Còn các ông, các ông lại bảo phải thờ phượng ở Jerusalem. Chúa Giêsu đáp: Này bà, hãy tin tôi, vì đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ đến từ dân Do Thái. Nhưng đã đến giờ và chính là lúc này những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong thần khí và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là thần khí và những người tôn thờ Ngài phải tôn thờ trong thần khí và trong chân lý. Người đàn bà thương, tôi biết rằng đấng Messiah đến Người được gọi là Đức Kitô và khi đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu nói: "Chính là ta người đang nói với bà đây." Vừa lúc đó các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên khi thấy người nói chuyện với một phụ nữ, nhưng không ai dám thưa: "Thầy muốn điều gì hoặc thầy nói gì với bà ấy?" vậy người đàn bà để vò nước xuống chạy về thành bảo mọi người rằng hãy đến mà xem có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm phải chăng chính người đó là đức ti tô họ ra khỏi thành và đến cùng người trong khi đó các môn đệ nài xin người mà rằng thưa thầy xin mời thầy ăn như người nói với các ông, thầy có của ăn mà các con không biết. Các môn đệ hỏi nhau, ai đã mang đến cho thầy ăn rồi sao? Chúa Giêsu nói, lương thực của thầy là làm theo ý đấng đã sai thầy và chu toàn công việc của ngài. Các con đã chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt đó sao? Này thầy bảo các con, hãy ngước mắt và nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến mùa gặt vậy thợ gặt thì lãnh công và thu hoa lợi cho sự sống đời đời và như thế kẻ gieo người gặt đều vui mừng thật đúng như câu tục ngữ kẻ này gieo người kia gặt thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra những kẻ khác đã khó nhọc còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ có nhiều người samaria ở thành đó đã tin người vì người vì lời người đàn bà làm chứng rằng ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm vậy khi những người samaria đến gặp người họ xin người ở lại với họ và người đã ở lại đó hai ngày và còn có nhiều người nữa đã tin vì lời người giảng dạy và họ nói với người đàn bà giờ đây không phải vì lời của chị mà chúng tôi tin mà vì chính chúng tôi đã nghe và biết rằng ngài thật là đấng cứu thế kính thưa quý ông bà anh chị em Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Jacob gửi lại cho chúng ta câu chuyện năm xưa trong sa mạc giữa Thiên Chúa và Israel. Những lời người phụ nữ ấy nói, đặc biệt là những câu chị hỏi cứ như là muốn gây sự với Chúa Giêsu vậy. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không hề tỏ ra bất bình. Ngài nhẫn nại giúp chị nhận ra cái khát vọng sâu xa trong tâm hồn của mình khát vọng về sự sống đời đời. Để thực hiện được điều ấy, Chúa Sư đã phải vượt qua cái hố ngăn cách giữa người Do Thái với người Samaria, bước đến và bày tỏ sự thân thiện qua việc xin người phụ nữ cho mình nước uống rồi từ câu chuyện về nước uống chúa du chuyển sang câu chuyện về nước trường sinh để đạt người phụ nữ trước khát vọng sâu xa của mình khát vọng mà chị hằng ấp ủ tìm kiếm cho cuộc đời thậm chí có một cuộc đời không mấy tốt đẹp của chị nhưng vẫn chưa thể nào được toại nguyện từ khát vọng ấy đức tin đã được khơi lên nơi chị Kính thưa quý ông bà và anh chị em, không dừng lại ở cử chỉ thân thiện hay ở khát vọng tự nhiên của một con người. Đức Giêsu còn muốn dẫn người phụ nữ tới đức tin thực sự vào Thiên Chúa cũng như tin vào chính Ngài. Đó là điều kiện thiết yếu để chị có thể đến với Ngài. Một khi khát vọng sống đời đời được đánh thức dậy, thưa ông xin cho tôi thứ nước ấy để tôi khỏi phải khát. Thì tâm hồn người phụ nữ Samaria sẽ hướng về Thiên Chúa. Cha ông của chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này và cũng hướng về Đấng mê -a. Tôi biết Đức mê đứng -a, Đấng gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Và đây cũng chính là lúc thuận tiện để cho Chúa Giê-xu mặc khải về mầu nhiệm của Ngài. Đấng ấy chính là ta, là người đang nói với chị đây. Thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin của chị được biểu lộ qua việc làm chứng về Đức Giêsu cho những người Samaria khác ở trong thành của mình. Chính những người này đã đến gặp Đức Giêsu và xin Ngài ở lại với họ và cuối cùng họ cũng tuyên xưng Ngài thật là vị cứu tinh của nhân loại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời mời gọi của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria ngày xưa cũng là lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa đã đi bước trước đến với từng người chúng ta để chúng ta được đến với Ngài. Ngài đã khơi lên những khát vọng thẳm sâu trong tâm hồn chúng ta, mời gọi chúng ta khát khao ơn cứu độ. Mùa chay chính là mùa trở về với Chúa để đón nhận nước hằng sống từ Ngài và cũng nhờ đó chúng ta được no thỏa, được dưỡng nuôi và được bình an trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mùa chay cũng chính là mùa để chúng ta noi gương bắt chước Chúa Jesus vượt qua mọi ngăn cách để đến với anh em. Xin cho mùa chay này trở thành mùa hồng ân cho từng người chúng ta. Để biết noi gương bắt chước người phụ nữ Samaria, chúng ta khát khao thiên chúa, khát khao sự sống đời đời và khơi dậy lên nơi mỗi người chúng ta nỗi khát khao đó. Amen.